dự án Crown nó hơn cái công việc em đang làm, cái chuỗi spa nó là cái gì? Thực sự với anh là em đến với Crown đây là một cái tình cờ. Nhưng trước khi đến với Crown thì em công việc của em rất là tốt, rất là happy. Thế nhưng khi trong cái chiến dịch Covid em ở nhà, và chính vì vậy nên là có một bạn, bạn đấy tên là Đồng, giới thiệu cho em. Nhưng mà thoạt đầu em cũng cảm thấy là làm gì có cái chuyện mà 2 triệu 6 trở lên trở thành tỷ phú. Em cũng rất là nghi ngờ, tại vì con người của em cũng có một điểm yếu là tất cả những ai nói em đều nghi ngờ và xem xét. Em đều đồng tình với người ta nhưng em suy xét và em cũng không tìm hiểu. Khi bạn đấy cứ yêu cầu em là chị chỉ cần một lần vào xem ở trên Google để biết được tập đoàn này và biết đến ông chủ này và biết đến cái tầm tuyệt vời của tập đoàn này, thì chị vào tìm hiểu cho em. Thế thì đúng là thực sự là em cũng có tìm hiểu Google và tìm hiểu tất cả các trang mạng. Em lại không tìm hiểu về trang mạng của Crown, vì trang mạng Crown hoặc YouTube có rất nhiều những cái điểm tốt cũng có và ưu điểm, khuyết điểm đều có, mà em không tin. Từ trước đến nay là em không có tin nhiều về cái trang mạng của tất cả các tập đoàn. Và chính vì bạn đấy bảo em một câu là chị vào trang mạng của Google, trang mạng của thế giới, chị tìm hiểu. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Từ trước đến nay thì em cũng đi sang bao nhiêu nước, em là dân du lịch thì em cũng đi bao nhiêu nước, thì em thấy là cái thứ nhất là gì, là khi mà những người sở hữu cổ phiếu là những người mà trở lên giàu có. Thế thì em cũng đã lỡ một lần là em công tác ở bên Đài Loan, đã có người mời em là cho em luôn cái Zalo, cái cổ phiếu của Zalo, và em đều bảo là cái cổ phiếu đấy thì đấy là của Việt Nam tao, thì làm gì có chuyện lên sàn được và làm gì có giá trị gì, và em đã không nhận nó. Và hiện giờ em cũng hối tiếc, nó là cái Zalo đấy của Việt Nam thực, nhưng bây giờ là đã lên sàn và trên toàn thế giới đều mua cái cổ phiếu của công ty đó, và bây giờ nó rất là đắt rồi. Lúc người ta mời, người ta cho em nó chỉ là có hình như là 1.000 đồng, 10.000 đồng. Vâng, là cách đây 4 năm rồi. Đúng và rồi, đến bây giờ là hiện tại là trị giá cổ phiếu của Zalo, nếu anh nhớ không nhầm, nó tương đương với khoảng độ 1.860.000, đúng không? Đúng rồi. Và thực sự là em rất tiếc. Cái thứ hai tiếc, cái tiếc nhất của em cũng là cái tập đoàn Vingroup, vì nhà em thì nó gần nhà, gần mặt đường, thì rất nhiều người đến mời bạn bè, các anh cũng có tầm cỡ ở các hàng ngũ lãnh đạo ở trung ương đến mời em, bảo là em mua cái cổ phiếu của tập đoàn này đi, tốt, phát triển tốt. Nhưng em nghĩ là chỉ là một cái tờ giấy thì em mua về, nhỡ đâu em quên hoặc nó mục hoặc là nó rách nát hoặc là em cũng không, lúc bấy nó công nghệ chưa, nó chưa phát triển, thì là nó là cổ phiếu bằng giấy, bằng cổ phiếu đó, thì em cũng không mua. Và chính bây giờ nếu mà em mua thì em cũng trở lên là tỷ phú rồi. Nhưng khi mà em cảm thấy khi tìm hiểu cái Crown này có cái lượng truy cập rất lớn, lúc bấy là em vào là nó tầm khoảng 3 triệu thành viên rồi. Thế em bảo là tại sao lại 3 triệu thành viên lại tự nhiên lại vào như này, và em mày mò, em mất ngủ được 4 hôm. Và em tìm hiểu thì em quyết định gia nhập vào công ty Crown. Và cũng thật sự may mắn cho em là vì em có mối quan hệ, vì em có sự uy tín, nên là em cũng tìm hiểu xong rồi thì em cũng không có ngại ngần gì, và em đi chia sẻ. Đầu tiên em chia sẻ cho người thân của em, và tất cả mọi người đều từ chối, nhưng em cũng đã bỏ tiền ra để mua cổ phiếu cho người thân. Tuy rằng nó chỉ là ít thôi, nhưng mà cũng là mua. Cái thứ hai nữa là khi mà em mời, có lúc em đi mời người, 5 ngày em không mời được ai, em vẫn kiên trì. Còn nếu mà em không hiểu biết thì em chỉ mời một người từ chối là em đã bỏ cuộc. Nhưng em mời đến 5 ngày không có một người là vào. Đến ngày thứ 6 em đi tìm được 2 minh chủ, đó là 2 người rất là cũng thích cổ phiếu như em, và người ta đã
đã tham gia. Và từ đấy đó là hai người ở trong Nghệ An, và hai người đấy nhân bản ra bây giờ toàn bộ miền Trung là hệ thống của em rất lớn. Và thực sự là cũng cảm ơn là bạn Đồng, bạn ấy cũng rất là dẫn dắt, cũng là nhiệt tình dẫn dắt đội nhóm và dẫn cầm tay chỉ việc cho tất cả mọi người trong 10 ngày trong Nghệ An. Và bây giờ em có một thị trường Nghệ An rất là lớn đó, và thu nhập của em thì em cũng không nói như nói cái cách là làm như thế nào, nhưng hiện giờ thu nhập của em là tầm khoảng 3 tỷ. Em làm cho cả con em nữa. Thoạt đầu con em không đồng tình với em, nhưng bây giờ cháu cũng đã đồng hành với em. Đó. Em có thể chia sẻ cho mọi người hiểu rõ hơn về cái dự án Crow One nó tuyệt vời như thế nào không ạ? Lúc nãy là em có nói là 2 triệu 6 trở lên thì có thể là mọi người hiểu nó không được cụ thể lắm. Thì em có thể nói rõ hơn cho mọi người biết cái gói 2 triệu 6 là như thế nào, và tham gia cái dự án Crow One này bao gồm có mấy gói? Tức là những người nghèo chẳng hạn, không có tiền họ có thể tham gia được hay không? Và cái dự án này nó tuyệt vời mức độ như là cái 3 tỷ đấy là em thu nhập từ lúc em tham gia vào dự án Crow One, hay là em thu nhập một tháng của em khi em vào cái dự án Crow One này là mỗi một tháng tính thu nhập đấy trung bình là em thu nhập vào bao nhiêu? Em thì không tính được em thì thu nhập là tổng cái em rút ra thì em được như vậy. Nhưng mà cái tại sao anh hỏi em là tại sao 2 triệu 6 có thể trở lên trở thành tỷ phú, trở thành kiếm tiền tỷ? Tại vì thực sự là lúc đầu em cũng vào 5 gói gói nhỏ, 5 gói em gọi là gói tí hon là 2,6. Em xếp vì là công ty này nó cho mình ăn đến hoa hồng, nó không có trực tiếp nhưng nó lại có hoa hồng cộng hưởng của tất cả tập quả từ trên xuống dưới, là hoa hồng ăn là một người một cái chân khỏe yếu ăn ba cái chân khỏe. Chính vì vậy em là nỗ lực em đi kết nối, em nỗ lực kết nối thì cứ có một ngày có ngày em cũng có thể kiếm được 20 triệu. Thoạt đầu là em làm thì kiếm được 5 triệu, 3 triệu, xong đến 5 triệu, xong đến 10 triệu. Và khi mà hệ thống của em lớn rồi thì em lại được ăn cả thu nhập trên thu nhập nữa. Thế nên là có ngày em đã lên đấy làm đến 50 triệu một ngày. Đấy là cái cao điểm của em. Còn thì thực sự mấy anh là bây giờ để nói là tại sao 2 triệu 6 mà sau này trở lên tỷ phú. Tại vì 2 triệu 6 em được, em làm hệ thống thì em được mã rơi toàn cầu, và em được hưởng quyền là cổ phiếu ông chủ cho. Lúc em vào là được 101 của một ID, được 100 cổ phiếu. Em có thể nói rõ hơn cho mọi người chia sẻ, cho mọi người cùng tìm hiểu cụ thể là khi tham gia vào cái dự án này là cái công ty đề xuất ra là gồm có mấy gói? Có phải gói có 4 gói. 4 gói, tính ra là 5 gói, như cái blo ấy, nó là lúc mà khuế mại mới được lên blo. Có 4 gói, có 4 gói chính. Một là gói 2,6, 2 triệu 6 để là 99 ơ để dành cho những người mà thực sự không có nổi, nhà không có tiền, có thể đi vay để bắt đầu sự nghiệp. Đó là 2,2 triệu 6. 2 triệu 6 lúc em vào thì nó được 100 cổ phiếu. Gói đấy là gói trắng đúng không? Gói trắng, sau đúng rồi. Sau thì là gói vàng là gói đen. Gói đen. Gói đen 299 euro. Và gói thứ 3 nữa là gói 799 euro. Là gói vàng. Đấy, đúng rồi. Gói gold. Và gói titan là gói 2499 euro. Thì thực sự là em lúc đầu em cũng có vào 5 gói nhỏ là 2,6 để em được ăn cân cặp và em được thưởng 14 ngày thưởng nhanh. Đó thì là em vào đấy. Khi mà em cảm thấy vào và em vừa làm vừa tìm hiểu và em thấy nó rất là happy, và em đã nâng 5 gói đấy lên 5 gói titan. Đó. Và quan điểm của bạn An thì với cái gói mà 2 triệu 6 thì tất cả mọi người chúng ta dù người nghèo nhất đúng không ạ? Dạ. Vẫn đều có thể là tham gia vào cái dự án này. Khi mình tham gia vào cái dự án này thì với 2 triệu 6 thì mình dù nếu chẳng hạn cứ cho là công ty nó bị lừa đảo đi,
khi là mình gặp được rất là nhiều những cái thông tin ở trên mạng, là thông tin tích cực cũng như là tiêu cực, một khi mà cái công ty nó phát triển đến mức độ là quá happy, đúng không ạ? Công ty mới sáng lập ra được có bao nhiêu, 1 năm 4 tháng đúng không? 1 năm 4 tháng. Cái dự án này mới du nhập được vào Việt Nam mới được có 4 tháng đúng không? Và đã phát triển với cái lượng thành viên tính đến bây giờ là khoảng độ 4.500 đúng rồi. Người, đúng không? Con số có thể là chưa chính thức, bởi vì là con số chính thức thì sẽ phải là do công ty công bố, còn đây là tất cả anh em chúng ta là dự đoán thôi, đúng không? Vâng. Với một cái con số như thế thì rất là nhiều những cái trang web cũng giống như là nhiều những cái phần tử mà gọi là tích cực cũng như tiêu cực, thì họ muốn câu like nhiều thì họ sẽ đăng tin tiêu cực để mọi người nhảy vào xem, xem xong đó là like, thì họ sẽ sử dụng được cái lượng data rất là nhiều. Nhưng thực sự là với một cái công ty mà happy như thế này, và em mới tham gia vào được mấy tháng nhỉ? 3 tháng mà cái thu nhập của em đã có 3 tỷ thì thực sự là quá, là một con số rất là ước ao và rất là nhiều con người. Và em cũng thật sự là từng ngày chờ đến ngày 15 tháng 6. Cái lượng cổ phiếu của em bây giờ có tầm khoảng 50.000 cổ phiếu. 50.000 cổ phiếu. Thực sự 50.000 cổ phiếu đó mà để chia cổ tức thì em cũng có rất nhiều. Đấy là dự tính của công ty là 1 euro, 1 cổ phiếu bằng 1 cổ tức, 1 cổ tức bằng 1 euro. Nhưng em không cần là đến cái tầm đấy, em chỉ cần cái số ít nhất thì em cũng có sấp xỉ 1 tỷ trong một lần chia cổ phiếu. Cái cổ phiếu của công ty phát hành bây giờ là 1 là 2 đô ạ. 2 euro ạ, 2 euro. À, tương đương giá trị là 2 euro. Lúc em vào nó là 0,9 mấy. 99 mấy euro, 98. Đúng rồi ạ. À, đến bây giờ là tăng trưởng thành 2 euro. Vâng, vâng. Và đấy là công ty còn chưa lên sàn nội bộ, cũng chưa lên sàn quốc tế. Vâng. Thế chúng ta mà thử tưởng tượng em lấy mà chỉ cần lên sàn nội bộ thôi thì cái giá trị tăng trưởng của cổ phiếu nó sẽ là bao nhiêu? Có thể 5 euro, cũng có thể là 10 euro. Em nghĩ là nó còn tăng hơn đấy nữa. Đấy là cái dự đoán và cái dự đoán của anh em mình. Vâng. Và cũng như là cái mong muốn của mình. Thế còn thực sự mà khi lên sàn nội bộ rồi và lên đến sàn IPO và sàn chứng khoán quốc tế, sàn Nasdaq thì cái cổ phiếu nó thì mình cũng không dự đoán nó là bao nhiêu cả. Chúng ta cũng mong muốn là chia sẻ cái cơ hội này cho tất cả mọi người cùng biết đến. Đúng rồi. Và cùng làm giàu, đầu tiên là làm giàu cho bản thân mình, sau đó là kiếm tiền về cho cái đất nước. Việt Nam mình, mang tiền từ châu Âu, mang tiền từ nước ngoài về làm giàu cho bản thân gia đình mình cũng như phát triển đất nước, đúng không? Tất cả cái thì trong cộng đồng Cloud One, tất cả mọi người và các anh chị em đều mong muốn cùng chia sẻ cái cơ hội cho mọi người. Cơ hội thì là bao giờ thấy là nó mình đầu tư vào các nhà doanh nghiệp và đầu tư vào các em chỉ thích nhất này mới, doanh nghiệp này mới. anh nhá, em chỉ thích nhất doanh nghiệp này là được Liên minh châu Âu quản lý, và công ty này nó công ty Cloud One này không phải là ra đời hơn một năm mà nó đã có Cloud One, nó đã có 16 năm rồi, và bây giờ nó mới là bung ra để kết nối data, kết nối khách hàng và để nhượng quyền thương mại. Nên là đây là một cơ hội, em nói thật, nói chung là không có lặp lại trong thế kỷ. Cái thứ hai nữa là em thấy là một tập đoàn mà ông chủ ấy mà lại được trong bảng sách vàng của thế giới là Bách Khoa Toàn Thư, thì em thấy đây là cũng như Bác Hồ, Bác Giáp mình ấy mới có được trong cái danh sách đó. Và đây ông Johan này ấy, là người hùng, em gọi là người hùng, em thường nói là người hùng, thì cũng được trong cái danh sách đó. Và một cái tập đoàn mà mới có 14 tháng mà nó đứng xếp thứ 3 của bảng xếp hạng, đấy là một cái điều mà em hoàn toàn tin. Đối với bản thân em, không biết anh như nào, nhưng đối với bản thân em tin đến 200% chứ không phải 100% nữa. Nên là em quyết tâm, hôm qua em đã quyết tâm bỏ cái 13 đẳng cấp 5 sao của em. Em
thanh lý và không dùng cái spa nữa. Và thực sự em quyết tâm đi về Cờ Lao Ăn đến để kết nối tất cả mọi người và sẽ cùng đồng hành với mọi người để đưa cái tập đoàn, đưa cái đất nước Việt Nam mình có rất nhiều người trở lên tỷ phú. Đến bản thân em bây giờ gọi là có tiền tỷ, nó gọi là tỷ phú rồi. Thế là em rất là vui. Và dưới em còn có nhiều người cũng có tiền tỷ, ít nhất là như bạn Cường đây, sinh năm 1990 nhờ Cường nhỉ? 91. Bạn bây giờ cũng kiếm xít xoát tiền tỷ rồi. Thì bạn Cường, đấy là một niềm mơ ước của bạn Cường. Và phải nói, nếu mà bạn bè như của bạn Cường là F1 của em, tầm tuổi như bạn Cường, bây giờ còn nhìn bạn Cường mà mơ ước không có. Đấy là điều em rất thích. Em thích không phải là em có nhiều tiền, mà em thích là ở dưới em có rất nhiều người mà em chia sẻ bây giờ trở lên tỷ phú. Đấy là niềm vui của em. Mà vui như thế thì em sẵn sàng bỏ cái spa của em để em cống hiến 100% đến 200% vào tập đoàn cùng công ty phát triển lớn mạnh. Rất là tuyệt vời rồi các bạn. Không riêng gì bạn Cường, không riêng gì anh em chúng ta, mà anh em chúng ta cũng luôn mong muốn mọi người cùng đồng hành.